Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Packrandin được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Pecrandin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Pecrandin Nicorandin 10mg Tá dược vô địch một viên, tá dược gồm microcrystalline cellulose, lacto, natri starch magnesi stearate, bottle, colloidal silicon dioxide. Dạng bảo chế Viên nén, công dụng và chỉ định của thuốc begrandin phòng và điều trị lâu dài cơn đau thắt ngực ổn định bao gồm giảm nguy cơ hội chứng mạch vành cấp ở những bệnh nhân có nguy cơ cao chống chỉ định của thuốc begrandin mẫn cảm với nicorandin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc sốc bao gồm sốc tim suy tim trái với áp lực đỗ đầy thấp và bù trừ kém hạ huyết áp nặng giảm thể tích tuần hoàn phù phổi cấp bệnh nhân tăng ca máu loét đường tiêu hóa loét niêm mạc mắt Bệnh nhân giảm G6PD. Liều dùng và cách dùng của thuốc Paxendan. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Phòng ngừa biển cố mạch vành cấp. Khởi đầu 10mg, 2 lần một ngày hoặc 5mg, 2 lần một ngày với bệnh nhân dễ bị đau đầu, tăng lên nếu thấy cần thiết tới 30mg, 2 lần một ngày. Liều thông thường, 10 đến 20mg, 2 lần một ngày. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Pacranidin. Nhồi máu cơ tim mới mắc, giảm huyết áp, bệnh van tim có rối loạn huyết động của có nguy cơ giảm huyết áp nặng hơn hoặc thiếu máu. Rối loạn dẫn truyền nhĩ thất. Chảy máu não hoặc chấn thương sọ não gần đây. Bệnh gan nặng nguy cơ tích lũy Nicorandin khi dùng liều lặp lại. Điều trị cùng với các dẫn xuất nitrat khác nguy cơ tăng độc tính. Phẫu thuật tim phổi nguy cơ giãn mạch ngoại vi nghiêm trọng thành phần thuốc có chứa lạc tô không nên sử dụng trên bệnh nhân không dung nạp gluco thiếu hụt lạc tây hoặc kém hấp thu gluco galactitios sử dụng thuốc bacrandin cho phụ nữ có thai và đang cho con bú cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú sử dụng thuốc bacrandin cho người lái xe và vận hành máy móc như các thuốc tim mạch khác tác dụng hạ huyết áp có thể dẫn đến hoa mắt chóng mặt mệt mỏi do đó thận trọng khi sử dụng thuốc cho đối tượng lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ của thuốc Pecrandin Đau đầu thường thoáng qua và gặp lúc mới điều trị, giãn mạch dưới da và đỏ mặt, nôn, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi. Hiếm gặp Đau cơ, ban đỏ da, loét right miệng, áp tơ và loét right miệng có thể xuất hiện muộn và thường gặp hơn khi dùng liều cao. Rất hiếm gặp Phù mạch, rối loạn chức năng gan, giảm huyết áp và một hoặc tăng nhịp tim có thể gặp ở liều rất cao. Tương tác thuốc Sử dụng đồng thời nicorandin với thuốc ức chế 5 đến phosphodiesterase như sildenafil, tadalafil, và denafil là chống chỉ định vì có thể dẫn đến tụt huyết áp nghiêm trọng tác dụng hiệp đồng. Sử dụng đồng thời nicorandin với thuốc kích thích guanylate cyclase như riociguat là chống chỉ định vì có thể dẫn đến tụt huyết áp nghiêm trọng. Liều điều trị của Nicorandine có thể làm giảm huyết áp ở bệnh nhân huyết áp thấp. Nếu Nicorandine sử dụng cùng với thuốc điều trị tăng huyết áp hoặc các chất có tác dụng làm hạ huyết áp như thuốc giãn mạch, thuốc chống trầm cảm ba vòng, rượu, tác dụng hạ huyết áp có thể tăng lên. Thận trọng khi sử dụng đồng thời Nicorandine với Daposetin do có thể làm hạ huyết áp tư thế đứng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Pecrandine đồng thời biết cách sử dụng Pecrandin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.